Xin chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin phép chia sẻ một thông tin. Đó chính là Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS hủy bỏ kế hoạch cho nghỉ 13.000 nhân viên. Vì vào ngày 25 tháng 8 năm 2020, thì USCIS họ có đưa ra một cái thông báo là họ sẽ tạm thời hủy bỏ kế hoạch cho nghỉ 13.000 nhân viên. Và theo như thông báo của USCIS thì việc cắt giảm các chi tiêu lớn và việc tăng tiền lệ phí của một số dịch vụ đã giúp cho cơ quan nhập tịch và di trú Hoa Kỳ có thể tiến hành việc hủy bỏ kế hoạch cho nhân viên nghỉ ở nhà. Mà kế hoạch cho nhân viên nghỉ ở nhà dự kiến là sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 8. Nếu như mà chưa có cái thông báo của USCIS họ đưa ra, thì nếu tính từ ngày hôm nay là ngày 26 tháng 8, thì còn khoảng 4 ngày nữa là sẽ có khoảng 13.000 nhân viên sẽ tạm thời bị cho nghỉ. Như Phó Giám đốc của USCIS cho biết, việc tiết kiệm thêm chi phí đến từ việc ký kết các hợp đồng liên bang hỗ trợ cho các cơ quan xét xử của USCIS như là xử lý và chuẩn bị hồ sơ vụ án cũng như vô số các hoạt động hỗ trợ khác. Các tác động dự kiến xảy ra đến từ việc tạm hoãn cho nghỉ 70% nhân viên sẽ bao gồm việc tăng thời gian chờ đợi cho các yêu cầu hồ sơ đang chờ xử lý của các trung tâm USCIS, thời gian xử lý hồ sơ lâu hơn và tăng thời gian xem xét đối với người nước ngoài muốn điều chỉnh tình trạng hoặc là nhập tịch. Các nghi lễ nhập tịch cũng vẫn sẽ được tiếp tục. Và cũng theo Phó Giám đốc của USCIS cho biết thêm, việc hủy kế hoạch cho tạm nghỉ 13.000 nhân viên sẽ đi kèm với việc là sẽ phải giảm rất lớn các chi phí hoạt động và điều này sẽ làm tăng lượng công việc tồn đọng và thời gian chờ đợi trên diện rộng. Không có gì đảm bảo rằng chúng tôi có thể tránh được việc cắt giảm nhân sự trong tương lai. Việc trở lại các quy trình hoạt động bình thường cần có sự can thiệp của Quốc hội để có thể duy trì cơ quan này cho đến hết năm tài chính 2021. Cũng hy vọng là trong thời gian tới sẽ có những khoản hỗ trợ từ chính phủ cho Sở Di trú Nhập tịch USCIS, vì những khoản hỗ trợ này sẽ giúp cho USCIS có thể hoạt động được bình thường. Và theo quan điểm của mình thì việc hoãn kế hoạch cho 13.000 nhân viên nghỉ thì có thể nó sẽ không giúp cho việc giải quyết hồ sơ có thể nhanh chóng và trở lại bình thường như là thời điểm trước dịch cúm. Tuy nhiên thì việc hoãn kế hoạch cho 13.000 nhân viên nghỉ nó vẫn rất là tốt và giúp cho hồ sơ của quý vị vẫn có thể tiếp tục được giải quyết thay vì là không có người giải quyết. Và nhân tiện đây mình cũng nhắc mọi người là vào ngày 2 tháng 10 thì Sở Di trú Nhập tịch USCIS họ sẽ tăng một số khoản phí mà mình đã làm video trước đó rồi. Thì ví dụ như mọi người muốn đăng ký thi quốc tịch thì mọi người hãy cố gắng là đăng ký trước ngày 2 tháng 10 vì như vậy sẽ tiết kiệm được một số khoản chi phí phải đóng. À, một thông tin nữa mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là luật sư Tony Phạm, người gốc Việt, sẽ lãnh đạo cơ quan thực thi di trú và quan thuế. Thì theo như tờ báo The Hill cho biết thì luật sư hàng đầu tại cơ quan thực thi di trú quan thuế liên bang, ông Tony Phạm sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của ICE. Là cố vấn pháp lý chính cho ICE, Tony Phạm bây giờ sẽ thay thế tạm quyền giám đốc ICE Matt Ambens. Là một lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm với Bộ Nội an, Tony Phạm đảm bảo ICE tiếp tục bảo vệ biên giới chúng ta khỏi tội phạm và di dân lậu, ICE ghi trong bản tuyên bố. Washington Examiner là tờ báo đầu tiên vào thứ ba đã loan tin ông Tony Phạm sẽ lãnh đạo ICE. Ông Phạm được thăng chức diễn ra dưới bối cảnh thay đổi nhân sự tại Bộ Nội an Tổng thống Donald Trump
vào thứ Ba thông báo, sau 10 tháng giữ vị trí tạm quyền lãnh đạo DHS, ông Jack Gold sẽ trở thành đương kim Bộ trưởng Nội an. Cơ quan di trú thuộc Bộ Nội an thường xuyên được lãnh đạo bởi vị trí tạm thời trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Một viên chức Nội an chia sẻ với CNN rằng ông Phạm rất ủng hộ và đồng tình với chính phủ hiện nay. Là người tị nạn từ Sài Gòn vào năm 1975, ông Phạm tham gia ICE vào tháng Giêng sau khi làm giám đốc một nhà tù ở Virginia và là phụ tá đặc biệt cho biện lý Hoa Kỳ. Ông Phạm trở thành lãnh đạo cơ quan vào lúc ICE giải quyết số di dân đang bị tạm giữ ít hơn năm ngoái và đối diện với những chỉ trích ứng phó COVID-19 tại các trung tâm giam giữ di dân. Đó là những thông tin mình muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy video này một phần nào đó hữu ích cho quý vị vui lòng hãy nhấn nút like, chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cũng như là để nhận những video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo nhé.